Quý vị và các bạn, trước tình trạng khan hiếm nước sạch và tình trạng ngộ độc thực phẩm bởi rau phun thuốc nhiễm hóa chất, một nhóm bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi học hỏi một mô hình của Israel đã chế tạo thành công một hệ thống hợp canh vừa trồng rau sạch vừa nuôi cá trong nhà tại các thành phố lớn. Sau đây là những hình ảnh về hệ thống này. Ngày nay, nhu cầu trồng rau xanh tại nhà cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày trong gia đình rất phổ biến. Rau sạch còn tạo không gian xanh mát, trang trí ngôi nhà thêm xinh. Mô hình trồng rau sạch theo công nghệ nuôi trồng thủy sản kết hợp thủy canh đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Theo đó, hệ thống sử dụng nước tuần hoàn từ bể cá cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và ngược lại, nước được lọc sạch bởi cây trồng rồi cung cấp cho bể cá. Ưu điểm của phương pháp này là người trồng tiết kiệm được 80% lượng nước cho tưới tiêu. Bên cạnh đó, chủ nhà hoàn toàn chủ động không bón phân, không sử dụng hóa chất và không thuốc trừ sâu. Do an toàn thị trường thực phẩm và cùng đồng thời là nhu cầu của các hộ gia đình đang có muốn có một cái sân vườn ở trong tại khu nhà của mình mà thật sự là họ trồng không được. Do thứ nhất là đất phải thay liên tục, thứ hai là kiến thức của họ về mà trồng trọt cũng rất là ít. Nên là cái việc mà trồng trọt bằng đất thường hoặc không thành công, tìm kiếm ra một mô hình, đó là mô hình trồng rau nuôi cá để hỗ trợ cho các hộ nông dân có thể tự trồng rau mà không tốn thời gian chăm sóc, không tốn công chăm sóc và cũng không đòi hỏi một cái kiến thức nhất định về trồng rau. Cách trồng rau nuôi cá này, chúng ta có thể hình dung giống như một hệ sinh thái thu nhỏ. Nước bẩn từ hồ cá sẽ được tưới cho rau. Rau sẽ hút những chất dinh dưỡng và lọc nước để trả lại nguồn nước sạch cho hồ cá. Nước sạch được trả lại hồ cá, tạo nên vòng tuần hoàn khép kín. Qua hệ thống bơm tự động được thiết kế để bơm nước thải từ hồ cá tưới lên rau, quá trình này được thực hiện hoàn toàn tự động. Giá thể trồng rau của hệ thống được làm từ đất sét nung, nguyên liệu là đất sét và bột núi lửa vo thành viên và nung ở nhiệt độ 1200 độ C. Sỏi viên nung này có chứa vi sinh để phân giải các chất hữu cơ cho cây dễ hấp thụ chất dinh dưỡng. Viên sỏi này có ưu điểm là không độc tố, xốp và nhẹ nên nhờ đó rau luôn xanh tươi, phát triển tốt mà không cần bất kỳ một loại phân bón và thuốc trừ sâu nào. Gia đình mình có một cái khoảng sân đủ nắng, thường hay tận dụng trên sân thượng hoặc là một cái sân trước nhà, mặt bằng khoảng 1,5 m tới 2 m là mình có thể sử dụng được. Cái đặc biệt quan tâm là nắng, phải có nắng, phải đủ nắng, 4 tiếng đồng hồ trở lên trong một ngày. Toàn bộ chất dinh dưỡng nuôi rau được lấy từ phân cá, từ chất thải cá, tất cả khá từ phân cá, amoniac từ mang cá và dinh dưỡng từ thức ăn thừa của cá. Ngoài ra thì sẽ được bổ trợ thêm một cái dung dịch chiết xuất từ rong biển, 100% từ rong biển thì hỗ trợ cho rau phát triển. Ngoài ra chúng ta sẽ không có thêm bất cứ một cái thành phần nào khác thì thực sự là cá rất là nhạy cảm. Mô hình trồng rau sạch theo công nghệ nuôi trồng thủy sản kết hợp thủy canh đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Theo đó, hệ thống sử dụng nước tuần hoàn từ bể cá cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và ngược lại, nước được lọc sạch bởi cây trồng rồi cung cấp cho bể cá. Ưu điểm của phương pháp này là người trồng tiết kiệm được 80% lượng nước cho tưới tiêu. Bên cạnh đó, chủ nhà hoàn toàn chủ động không bón phân, không sử dụng hóa chất và không thuốc trừ sâu. Do an toàn thị trường thực phẩm và cùng đồng thời là nhu cầu của các hộ gia đình. Quý vị và các bạn, trước tình trạng khan hiếm nước sạch và tình trạng ngộ độc thực phẩm bởi rau phun thuốc nhiễm hóa chất, một nhóm bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi học hỏi một mô hình của Israel đã chế tạo thành công một hệ thống hợp canh vừa trồng rau sạch vừa nuôi cá trong nhà tại các thành phố lớn. Sau đây là những hình ảnh về hệ thống này. Ngày nay, nhu cầu trồng rau xanh tại nhà cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày trong gia đình rất phổ biến. Rau sạch còn tạo không gian xanh mát, trang trí ngôi nhà thêm xinh. Rau nuôi cá này, chúng ta có thể hình dung giống như một hệ sinh thái thu nhỏ. Nước bẩn từ hồ cá sẽ được tưới cho rau. Rau sẽ hút những chất dinh dưỡng và lọc nước để trả lại nguồn nước sạch cho hồ cá. Nước sạch được trả lại hồ cá, tạo nên vòng tuần hoàn khép kín. Qua hệ thống bơm tự động được thiết kế để bơm nước thải từ hồ cá tưới lên rau, quá trình này được thực hiện hoàn toàn tự động. Giá thể trồng rau của hệ thống được làm từ đất sét nung, nguyên liệu là đất sét và bột núi lửa vo thành viên và nung ở nhiệt độ 1200 độ C. Sỏi viên nung này có chứa vi sinh để phân giải các chất hữu cơ cho cây dễ hấp thụ chất dinh dưỡng. Viên sỏi này có ưu điểm là không độc tố, xốp và nhẹ nên nhờ đó rau luôn xanh tươi, phát triển tốt mà không cần bất kỳ một loại phân bón và thuốc trừ sâu nào. Gia đình mình có một cái khoảng sân đủ nắng, thường hay tận dụng trên sân thượng hoặc là một cái sân trước nhà, mặt bằng khoảng 1,5 m tới 2 m
là mình có thể sử dụng được. Cái đặc biệt quan tâm là nắng, phải có nắng. Đang có muốn có một cái sân vườn ở trong tại khu nhà của mình mà thật sự là họ trồng không được, do thứ nhất là đất phải thay liên tục, thứ hai là kiến thức của họ về mà trồng trọt cũng rất là ít, nên là cái việc mà trồng trọt bằng đất thường hoặc không thành công. Tìm kiếm ra một mô hình, đó là mô hình trồng rau nuôi cá để hỗ trợ cho các hộ nông dân có thể tự trồng rau mà không tốn thời gian chăm sóc, không tốn công chăm sóc và cũng không đòi hỏi một cái kiến thức nhất định về trồng rau. Cách trồng